Chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Đợt này đợt cuối năm và mình cũng tranh thủ nhập một cái lô xe đạp thể thao gần như là cuối cùng của năm 2017 để đón chào năm 2018. Thì cái lô này cũng khá là đẹp, và một trong những cái con trong cái lô này đó là con Chevao X của Nhật Bản, đã qua sử dụng tại Nhật Bản và được mình nhập trực tiếp về hàng Việt Nam. Xe đã qua sử dụng nhưng mà con này thì theo mình đánh giá là nước sơn là rất là đẹp, bởi vì tại xe đạp hải phòng.com thì mình luôn chọn những cái lô mà xe đạp thể thao đã qua sử dụng tại Nhật Bản, và như là những cái lô loại 1, hàng rất là đẹp, gần như là hàng nước 1, sơn nguyên bản, không có xước nhiều, xe được sử dụng rất ít và không bị quăng quật vất vả nhiều, nên là ít sơn xước, ít tem mác thì còn nguyên. Đấy, thì các bạn thấy là còn có những cái tem của người bán, của cửa hàng xe đạp ở bên Nhật Bản đây. Xe màu trắng toàn bộ. Xe được trang bị tay bấm xả 8 lít và 3 đĩa cho chiếc xe 24 tốc độ khác nhau. Đó. Như các bạn thấy là đây, tay chính hãng đây, mình có một cái video mà so sánh tay chính hãng và tay nhái, thì tay chính hãng nó phải có một cái cục nhựa màu đỏ như vậy. Đây là tay chính hãng theo xe. Xe được trang bị phanh Shimano. Phanh này thì thôi không phải trình bày, bởi vì là chất lượng thì quá là ok rồi, bởi vì nó là chính hãng Shimano. Vành hai lớp 700C, đũa thép mạ đen, mayer nhôm, vành nhôm, đũa thép mạ đen. Đấy, mà vành hai lớp rất là cứng cáp, giảm sóc, ở hãng SR Santur, một cái hãng cực kỳ phổ biến của xe đạp Nhật Bản. Đằng trước thì xe trang bị đĩa 3 tầng của Shimano, gạt đĩa tua lê. Đằng sau thì trang bị lip 8 tầng và bộ chuyển động Shimano Antut. Bánh đằng sau cũng là bánh 700C, quả 38, quả lốp là 700 x 38C. Đây, như các bạn thấy là 738C này, vẫn là vành hai lớp, đũa thép mạ đen, phanh Shimano. Xe được có một cái chiếc yên Velo Plus. Velo Plus, Plus thì Plus thì mình cũng không có bọc lại, mình có để nguyên bản, bởi vì để mà nói sử dụng thì vẫn là khá là nó tốt, còn nếu mà các bạn có thể thích đẹp thì mình có thể hỗ trợ bọc lại. Nhưng mà mình muốn để nguyên bản chiếc xe, gần như là nguyên bản hết. Chiếc xe này khá là đẹp. Chiếc xe thì có giá khoảng gần 5 triệu đồng. Nếu mà các bạn muốn biết giá chính xác thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc là Zalo. Mình sẽ trả lời các bạn giá chính xác và hỗ trợ vận chuyển các cái phụ kiện, hỗ trợ cho các bạn mua hàng tỉnh xa như thế nào. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn like video để ủng hộ mình làm những video tiếp theo, và ấn theo dõi kênh. Bên cạnh nút theo dõi có một chiếc chuông, các bạn hãy ấn vào chiếc chuông để các bạn là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có những video mới. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn.